chúng tôi chấp nhận ca tụng những cái người mà ôm nồi cơm điện, chứ chúng tôi không đi ca tụng một cái người mà quấy rối như bà như thế này. Cái người mà ôm nồi cơm điện á, chưa bao giờ làm cho chúng tôi bị chói tai, chưa bao giờ dạy chúng tôi một cái gì cả. Nhưng chúng tôi lại học ở Ngài những điều hay lẽ phải. Tôi nhìn vào hình ảnh của Ngài, cái sự nghèo khó của Ngài, chúng tôi lại học được một cái: từ bỏ cái tham. Cái sự nghèo khó đó đó anh chị. Em nhìn vào hình ảnh của Thích Minh Tuệ, em hay nói với vợ em lắm đó, nhìn vô đi, ông Thích Minh Tuệ ông có cái gì đâu, nhưng ông sống vẫn vui vẻ, phê phởn, thấy chưa? Ok, đó. Làm chi? Là cuộc sống mình bớt tham đi, bớt chạy theo đồng tiền đi. Nhìn vào hình ảnh thôi là chúng tôi cũng đã được học được từ Ngài rồi. Có những lúc á, thầy Thích Minh Tuệ đi khắp thật đó, trên đường thầy đi đó, bị người khác đánh đập thầy, nhưng thầy vẫn luôn chúc phúc cho người ta, là học được thầy rồi, đã học được rồi. Nhìn vào cái đó thôi là chúng tôi cũng đã học được rồi. Còn nhìn vào bà, học được cái gì của bà? Học cái sự phê cũ của bà, phê kim cương, phê xe hơi, phê nhà, phê cửa. Những cái đó là của bà. Bà có phê đi chăng nữa thì nó cũng không thuộc về chúng tôi. Nhưng chúng tôi nhìn vào hình ảnh của thầy Thích Minh Tuệ, chúng tôi có thể áp dụng được cuộc sống của chúng tôi vào cái hình ảnh ấy. Còn nhìn vào những cái kim cương, những cái phù hợp phím xa hoa đó sẽ làm cho chúng tôi tăng lên cái lòng tham, làm con người chúng tôi có lòng tham thêm thôi, chứ không được cái gì cả. Còn nhìn vào hình ảnh của thầy Thích Minh Tuệ, chúng tôi lại bớt đi cái tham. Đúng chưa mọi người? Đúng không ạ? Anh chị nhìn vào hình ảnh của thầy Thích Minh Tuệ, mọi người chắc chắn một điều, mọi người sẽ bỏ đi cái tham ít nhất một chút xíu nào đó. Còn anh chị nhìn vào hình ảnh của bà này, bà phê kim cương, bà phê nhà lầu, bà phê xe hơi, anh chị sẽ nổi lên cái lòng tham. Ủa tại sao con người, ủa bà, sao bà làm cái gì mà bà giàu vậy? Vậy thì bây giờ mình phải làm cái gì đó cho nó giàu giàu lên. Còn chúng tôi nhìn vào hình ảnh của Thích Minh Tuệ, chúng tôi cần cái sự thanh thản, cuộc sống nhẹ nhàng. Đó là cái điều chúng tôi đang học ở thầy Thích Minh Tuệ đó. Còn học ở bà là rối loạn. Phá hoại nền Phật giáo Việt Nam không phải là thầy Thích Minh Tuệ. Nếu như những người đang núp sau những ngôi chùa kia, những người đang núp sau những bức tượng Phật lớn kia, họ tu đúng, họ làm đúng, thì không có một nền Phật giáo nào, không có một người nào đánh phá cả. Phải nói đúng hơn là từ ngày có thầy Thích Minh Tuệ, người dân chúng tôi nhận biết được đâu là đạo Phật, đâu là ma tăng. Thầy Thích Minh Tuệ đã cho chúng tôi nhận biết được rằng ma tăng là gì, ai là ma tăng, đâu mới là thật sự là Phật, đâu mới gọi là quỷ. Đây là một điều bà đang chống phá này. Bà mới thật sự là người chống phá này. Tất cả mọi người đều biết đất nước chúng ta bao nhiêu dân tộc, bao nhiêu tôn giáo, và đất nước này luôn quyền tự do dân chủ và tín ngưỡng. Hôm nay bà lại nói đi Phật giáo, bà nói thầy Thích Minh Tuệ Phật giáo, rồi bà nói qua Công giáo. Bà đang gây mâu thuẫn giữa hai bên đó, bà đang làm rối loạn cả hai bên đó. Bà làm như thế này là bà muốn Công giáo và Phật giáo đang đối địch với nhau đó. Bà mới thật sự là người chống phá, gây rối loạn. Người gây rối loạn là bà, chứ không phải là thầy Thích Minh Tuệ. Tại sao những người Công giáo
lại đi ủng hộ thầy Thích Minh Tuệ. Đã là con người, dù theo đạo nào, Công giáo hay Phật giáo, người ta có cái đầu, có suy nghĩ, có nhận thức. Ai mới là người tu đúng? Ai mới thật sự là người tốt? Cho dù bên Công giáo họ có một người xuất sắc đi nhở nữa, thì Phật giáo cũng phải công nhận họ. Ở đây chúng ta Công giáo và Phật giáo đang sống trên một đất nước Việt Nam hòa đồng về tôn giáo với nhau, nhưng mà lại muốn gây mâu thuẫn Phật giáo và Công giáo. Đúng chưa mọi người? Bà ta đang gây mâu thuẫn giữa Phật giáo và Công giáo. Tại sao Phật giáo có người giỏi mà người Công giáo không có được quyền khen à? Hả? Ủa tại sao kỳ vậy? Công giáo khen người Phật giáo là vi phạm pháp luật à? Hoặc Công giáo, hoặc là Phật giáo mà khen người Công giáo là vi phạm pháp luật à? Bà có thấy xã hội này không? Người Công giáo lấy người Phật giáo lấy người Công giáo. Đó là chuyện bình thường. Chúng ta sống hòa đồng với nhau, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo. Bà có hiểu điều đó chưa? Bà có học điều đó chưa? Nhưng ngày hôm nay bà lại lấy Công giáo và Phật giáo ra để nói trên vấn đề này, gây một cái sự mâu thuẫn rất lớn trên cái buổi live stream của bà. Vậy thì ai mới là người quấy rối? Bà mới là người đang phá hoại đất nước Việt Nam này. Chúng tôi là người Việt Nam, chúng tôi đều yêu nước, chúng tôi chỉ cần đất nước kêu gọi, chúng tôi sẵn sàng lên đường, chứ không phải chờ bà kêu gọi. Vì bà cũng chỉ là một người dân bình thường, chứ bà không phải là một lãnh tụ, một lãnh đạo của đất nước này. Chủ tịch nước chưa lên tiếng, tổng bí thư đất nước Việt Nam này chưa lên tiếng, thủ tướng Việt Nam chưa lên tiếng, bà là cái quần què gì bà lên tiếng? Bà cũng chỉ là một người dân như chúng tôi thôi. Chúng tôi không nghe lời bà được. Chúng tôi nghe người lãnh đạo của đất nước Việt Nam này. Khi lãnh đạo chưa nói thì đất nước Việt Nam này chưa có chuyện gì xảy ra cả. Chúng tôi không thể nào tin một người tù như bà. Đúng chứ mọi người? Anh chị có thấy chủ tịch lên nước lên tiếng chưa? Đất nước này có lãnh đạo mà. Ủa vậy bà Hằng có phải là lãnh đạo hay không? Hả? Bà có đâu có phải là lãnh đạo. Bà muốn lên làm lãnh đạo lắm rồi đúng không? Bà coi Đại Nam là một đất nước thu nhỏ của bà hay sao vậy? Người nào ủng hộ bà, người nào tôn thờ bà để đó. Người nào phản đối bà đuổi ra khỏi cộng Đại Nam. Hành động của bà chứng minh cho mọi người thấy Đại Nam là một đất nước thu nhỏ của bà. Bà không là gì cả, bà chỉ là một người tù mới ra trại. Tôi nói thẳng là như vậy luôn. Lý lịch của bà không tốt đẹp. Bà với thầy Thích Minh Tuệ, với tôi, lý lịch của tôi trong sạch. Còn lý lịch của bà tù. Bà không có quyền gì mà lên đây dạy dỗ dạy đời hay bắt người khác phải nghe lời bà. Cái đám nào ngu ngốc thì nghe lời bà. Còn chúng tôi là một người dân sáng suốt, chúng tôi hiểu đạo, hiểu lý, chúng tôi cũng biết thờ cha kính mẹ, chứ không đem mẹ mình lên trên cộng đồng mạng để bêu rếu. Thấy chưa anh chị? Công giáo và Phật giáo không bao giờ đội trời chung. Câu nói này ai nói vậy? Hả? Đây có phải là bà ta chia rẽ không anh chị? Hả? Đây là bà ta đang chia rẽ. Bà ta đang gây rối này anh chị nè. Anh chị biết không ạ? Cái vấn đề tôn giáo là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm, rất nhạy cảm. Nhưng bà ta nói Công giáo và Phật giáo là không đội trời chung. Ở đâu ra vậy? Trong khi luật pháp đất nước Việt Nam quyền tự do tôn giáo, quyền tự do tín ngưỡng, ngày hôm nay bà lại lên tuyên truyền là Phật giáo và Công giáo không đội trời chung. Trong
trong khi đất nước này người Công giáo lấy người Phật giáo, người Phật giáo lấy người Công giáo, đó là chuyện bình thường. Có đội trời chung chỗ nào không anh chị? Anh chị ơi, cho em hỏi, có người nào Công giáo lấy Phật giáo mà, rồi có người Phật giáo nào lấy chồng lấy vợ Công giáo mà? Nếu có anh chị comment có giùm em đi ạ. Nếu anh chị có, anh chị comment có, còn không anh chị cứ nói không. Có rất là nhiều. Vậy thì bà đang tuyên truyền cái gì vậy? Bà mới thật sự là người đang chống phá, gây rối loạn, nhiễu loạn đất nước Việt Nam này. Vấn đề tôn giáo cực kỳ nhạy cảm. Bà đi vu khống, đi bị đặt, nói là Công giáo và Phật giáo, có nghĩa là bà đang bêu xấu đất nước Việt Nam này cho cả thế giới biết là đất nước Việt Nam này Phật giáo và Công giáo không đội trời chung. Đất nước Việt Nam đã giải phóng, hoàn toàn giải phóng rồi. Chúng ta đang sống hòa bình với nhau. Tại sao bà dùng cái từ là không đội trời chung ở trong đó? Bà là người gây nhiễu loạn. Bà sai ở một cái quan điểm nữa. Đúng là lương thực là được mua bằng tiền, được đổi bằng tiền, nhưng nhận tiền và nhận lương thực thì hoàn toàn hai cái vấn đề đó khác nhau. Nó khác hẳn, chứ nó không thể nào giống nhau. Bà đừng lấy lương thực rồi bà nói nhận lương thực cũng được mua bằng tiền, nhưng đưa tiền tới thì đi mua lương thực khác, khác nhau nha. Và bà nên nhớ ở đây một điều nè, thầy Thích Minh Tuệ nhận lương thực nhưng nhận đủ ăn trong một ngày, nước nhận đủ uống trong một ngày. Thầy chưa bao giờ nhận nước mà để uống quá một ngày. Bà nên nhớ là như vậy. Bà không hiểu cái quần què gì về thầy Thích Minh Tuệ mà bà lại đi chửi thầy Thích Minh Tuệ như đúng rồi á. Anh chị có thấy không ạ? Thầy Thích Minh Tuệ nhận đồ ăn là phải ăn hết trong một ngày, và ăn một lần, và ăn không phải là phải no quá. Nước uống thầy nhận, thầy chỉ nhận đủ uống trong một ngày, chứ thầy không bao giờ nhận đợi để đó rồi ngày mai uống ngày mai ăn. Bà không hiểu cái quần què gì hết trọi trơn á. Có cái đám ngu ngốc này thôi. Bày đèn là bà đó bà Hằng. Tổ chức bày đèn là bà. Hôm nay bà tổ chức ở đây cũng là bày đèn nè. Bày đèn để ủng hộ cho bà.
Người nào ủng hộ cho bà là được ở đây. Người nào không ủng hộ bà kêu bảo vệ đuổi ra khỏi cổng Đại Nam. Có không? Và bà có nhớ không bà Hằng? Trước khi bà vô tù, bà đã tổ chức bao nhiêu lần để bày đèn rồi? Tôi chỉ cho lại, nhắc lại cho bà nhớ này. Một lần bà tới phòng trà, hình như em nhớ không lầm là phòng trà Đồng Giao, đúng không anh chị? Đúng không anh chị? Lần thứ hai bà tới nhà hàng đi. Lần thứ ba bà xuống thiền am bên bờ vũ trụ. Đó có phải là bày đèn không? Và bà kêu gọi, bà chỉ điểm, bà hẹn giờ, hẹn ngày. Còn thầy Thích Minh Tuệ đi bộ hành đã bao nhiêu năm rồi? Bà nên nhớ, hoa đến ngày thì hoa sẽ nở. Những thời gian trước đây thầy Thích Minh Tuệ đi chưa có ai mà đi theo như vậy cả. Nhưng đến một ngày bỗng dưng người ta tâm phục, khẩu phục, là nhìn thấy cái hình ảnh, cái hành đạo của thầy, người ta bái phục thầy, người ta chiêm ngưỡng thầy. Chứ thầy chưa bao giờ, hôm nay thầy đi chỗ đó, ngày mai thầy đi chỗ đó, các con hãy đi theo thầy. Chưa. Chưa bao giờ thầy Thích Minh Tuệ lên trên không gian mạng tổ chức live stream kêu gọi cái này cái kia. Thầy chưa bao giờ sử dụng cái điện thoại mà. Còn những người đi quay thầy, trong đó có những cái đám YouTube mà hiện tại đang quay bà đó, cái đám YouTube mà hiện tại đang quay bà cũng có nó quay thầy Thích Minh Tuệ đó. Bà hỏi tụi nó coi thầy Thích Minh Tuệ có kêu tụi nó quay hay không, hay tụi nó tự mò tới để quay thầy Thích Minh Tuệ, để rồi ngày hôm nay bà nói là có tổ chức, có ekip. Hả? Đúng không quý vị? Em nói điều này đúng không ạ? Bà đừng bị đặt ra một câu chuyện mà con nít nó mới tin bà cái kiểu đó. Tôi nói cho bà này, anh chị ơi, bà ta biện minh một cái điều trong cái buổi lần trước á, bà ta nói có một người nào đó bên phái Việt Tân tới nói bà tự xưng là Việt Tân xin lỗi bà này. Bà có người chồng đã từng đi lính làm công an. Bà hỏi thử chồng bà đó, bà biết gọi cái gì gọi là gián điệp không? Không có một tổ chức nào mà tự nhiên đi tới gặp bà rồi tự xưng tôi là tổ chức đó. Anh chị có tin không anh chị? Nó quá vô lý. Một tổ chức phản động mà đi tới gặp bà rồi tự xưng tôi là tổ chức đó. Có không? Nó vô lý đến một cái mức mà nó không thể nào tưởng tượng. Không có ai ngu như vậy.